Chào các bạn nha, lại mình Sùm đây. Hôm nay mình đâm thử, test thử con sáo mới. Sáo mới á? Sáo mới của ai làm? Ai làm? Bố đại. Bố đại làm á? Thế để bố đâm cho các bạn xem nhé. Đây bạn này, để mình nắm lên đưa bạn xem cho bạn nhé. Đấy. Con này làm cũng khá là lâu rồi, bảo sửa lại giá nhưng mà vẫn chưa sửa được các bạn. Ngại. Người. Nói chung là mình người sửa lại cái giá nha. Nói chung là mình làm cái giá to to hơn nữa thì nó đẹp hơn, nhưng mà thôi cứ mình làm cái này thôi. Lâu mình không đâm con này các bạn nhỉ. Con diều này. Lâu lắm này, mẹ hôm mấy hôm nay không gió. Hôm nay kiểu như có rông. Không biết có rông liệu có được nâu không nhé. Điện. Từ từ đã. Từ từ. Đây anh em. Quy ra đằng sau giường. Gọi chó nha các bạn. Gọi chó. Con 2 mét. Hơn 2 mét rồi. Đầm hơn 2 mét rồi. À, hai và này các bạn ạ. Đây các bạn ạ, nọa mất một con ngọn các bạn ơi. Vợ chó này bị nọa mất một con. Chào nhé.
chắc không? Tại vì con ngoạn lâu hôm qua mình cắt thì hụt mất một ít. Chắc không? Phê không? Gió là to đang về mà. Đây bạn này, gió khá là to nhá. Ui giời, gió khá là to nhá. Đó, phê bạn ạ. Đây, phê không? Sữa không? Phê nòi luôn bạn. Nước nào mà gió đều đều nghe cũng hay phết đấy nhỉ. Không không đua được bạn. Đấy các bạn. Đâm tạm thôi các bạn nhá. Đi nuôi về trong nhà đi, không sợ là không ăn. Đây, sợ. Này, con đâm cái này. Đương nhiên là nuôi về nhà. Thôi, ý thôi, cầm anh để anh nuôi về. Không để dòng dây về. Nói chung là mình chỉ sợ không ăn này bạn này. Mẹ đi về đây, đi ra, mẹ đi về đây. Mẹ đi về đây. Kêu khá gắt kìa, quay trên trời các bạn. Gọi chó lại kêu gắt lắm các bạn. Đây, quay xuống đây. Đi, đó là dòng về bạn nhé. Đấy bạn ơi, nên rồi bạn nha, nhưng mà chỉ sợ không ăn đến đâu bạn ạ, nhưng mà mình vẫn cứ thả bạn. Đây. Đỡ nghiện. Thả đỡ nghiện thôi. Không sợ gì không ăn. Quả đầu nó hơi bị loạn tí ạ. Quả đầu còn lúc nó bị thiếu âm nên nó. Gắt không? Về đâm đi. Đâm rồi. Đây bạn. Chiều khá là ác bạn ấy. Được. Lấy pi à. Thả hết dây đi. Hết dây đi sợ gì? Không, đi. Không ra thả hết dây á. Có chứ. Cứ cầm anh ấy. Cứ cầm anh tra thêm dây ấy. Để bọn mình tra thêm nhá. Mới đầu lên dây nâu á, bộ dây mới. Chết rồi, chết rồi. Cần biết à, cần biết, phải biết không ạ? Đây, phải biết. Thế là cả là dân, dân chơi dầu. Đây là dân chơi dầu khá lâu năm rồi ạ. Hệ dân trẻ. Người tân, người bóng vì đen vì sự chơi dầu nhiều ạ. Đen bóng. Cái xưa này đi đâm dầu không? Dạo này không chơi Mỹ nữa rồi. Em chói hết rồi. Bây giờ nặng bây giờ con nghịch nghịch con cái này trên đi ăn đi này. Đấy nhí chưa, nhí chưa. Thì đấy. Đấy đang lượn lượn kìa. Ừ. Con hình trái tim ở ngoài thì bắt chiếc anh. Đuôi trái tim á. Ừ. À. Bắt chiếc anh cửa. Em nặng tầm gần 1 mét em nghịch xuống phết đấy. Chết phết rồi. Này gần 3 mét thôi. Ba mét thì không dám được cả. Mà chỉ cầm thôi.
Anh Đại ơi, bố mình chơi hơn 3 mét thì là còn không có lôi gì được thì anh Đại quả đấy. Nhịp mẹ rồi đấy, nó lôi vứt điện thoại anh Đại đấm đen hết mắt. Bên kiểu chơi đâu mà hả chị sao vui vẻ giờ chứ anh Đại mày đây là bộ sáu đẹp luôn, hai bộ sáu đẹp. Xe máy đi thôi, xe máy đứng im hay âm đấy. To thế mà không sao luôn. Con nào? Con nhiều nu. Thế này bụi ô cái thằng này. Không đủ đều nhé, lúc có lúc không ạ. Đây bạn này, vào lên này bạn. Đấy, mình đã ở đây. Nói chung là mới nay thì mình không biết là có công an nó còn thu không bạn nhá. Thì sợ công an vào thu bạn ạ. Phê. Sướng phê đấy các bạn. Cái bộ sáo này mình phải mất một ngày mới để làm xong nó các bạn nhé, khá là lâu không. Đấy, phì hết quý. Từ hôm nào con ngoạn ro trên đầu trên đỉnh kêu cũng khá là gắt các bạn nhé, được các bạn kêu tạm được các bạn nhé, nói chung là đủ để chơi các bạn nhé. À, coi cái biện kìa anh em ơi, cặp biện kìa, biện cắm đầu cắm đầu. Buộc đây mà tí không có công an thì lấy dây cắt cũng được nhỉ. Về lấy con dao tem. Buộc góc này nữa nhé. Thì sợ công an rồi. Buộc góc này nữa nhé. Bay hết chưa các bạn nhé, nói chung là mình giờ bay một con chắc tí bay thêm con nữa các bạn ạ. Hơi phê. Gió không đủ đều cho lắm. Gió trên nút có nó không muốn. Hơi phê. Đấy. Cũng nhưng mà cũng phải là âm nghe tạm mà. Nói chung là mình không phải nghệ nhân nên cũng không chỉnh được như ý. Nói chung là mình về cũng phải chỉnh lại lần nữa các bạn ạ.
Tại vì lần đầu tiên chỉnh nó vẫn chưa được hoàn chỉnh mấy bạn, nó vẫn bị loạn mô con. Đây các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy kêu được không? Đây còn hai nữa, các nghệ nhân trẻ vẫn đang đâm diều con ạ. À. Ai bao bão à? Bao bão luôn các bạn ơi. Dấy các biển bão bão luôn các bạn nhá. Ờ. Một vòng. Không thua rồi. Cái con này nha, mình tuy giá nó bé nhưng mà nên nhìn trông nó cũng bình thường, nhưng mà ở dưới nó xấu xấu tí nhưng nên bình thường các bạn ạ. Nhưng mà con này đâm khá là dễ nên các bạn nhá. Nói chung là đâm mình từ trước đến giờ đâm nó phát nào cũng nên luôn các bạn, không phải chỉnh nhiều các bạn ạ. Con này rất dễ nên. Cũng sướng các bạn ạ. Mình vẫn phải chỉnh thêm một lần nữa nhá. Vì con ngọn nó vẫn hơi bị loạn một chút quá. Đấy. Thôi dùng tạm vào đây. Đỡ phải đi mua. Nói chung là tự tay mình ra làm ra nó vẫn thích hơn các bạn ạ. Tuy mình không phải là nghệ nhân hay là người chuyên làm sáo các bạn ạ, nên cũng chỉ làm được như thế thôi các bạn ơi. Nói chung là nếu mà các nghệ nhân chuyên làm sáo bán thì nó lại khác các bạn ạ. Này, âm miếc nó lại ngon này. Nhưng mình đây thì chỉ làm chơi thôi các bạn ạ. Vẫn phải chỉnh lại lần nữa các bạn ạ. Đấy, trên không có gió mấy các bạn ạ. Chào rất ác các bạn. Gió trên không có ra cuốn này. Gió trên không có à.